làm tim như mình. Rồi từng ngày trôi qua trong thâm tâm bỗng trong nhận ra ấm áp chẳng về mỗi lúc khi em đến ngày hôm ấy, một người đang đứng cạnh ngay kế bên với cầm bàn tay bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta thương đi qua. Chào đón tất cả mọi người đang đến với chương trình Tần số tình yêu. Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Món quà tinh thần vừa rồi xuất phát từ một trong hai nhân vật nam chính ngày hôm nay. Dạ, công việc chính của em hiện tại là em đang là dẫn chương trình với lại đi hát, nói chung là làm nghệ thuật. Yêu mến nghệ thuật đúng không? Dạ. Năm nay được bao nhiêu cái xuân xanh rồi? Dạ, năm nay em 25 tuổi. Nếu cậu thuật tâm tồn ký thích một người, cậu sẽ nhận ra có một ngày cậu vì người ấy mà bỏ rơi cả một bầu trời của tuổi trẻ. Thanh xuân của mình cũng từng như vậy, cũng từng vì một cô gái đơn giản nhưng sâu sắc tình cảm mà yêu hết mình. Hiện tại có thể chín chắn hơn, gai góc và thực tế hơn, nhưng vẫn kiếm tìm một cô gái như vậy nha các bạn nữ ơi. Và bây giờ xin mời tham gia chào đón MC Việt Hương. Và chị Việt Hương của chúng ta đang song hành cùng với nam chính còn lại ngày hôm nay. Dạ chào chị. Tại sao mà tôi phải chọn bước ra với Trường Giang? Cái đầu rầu bạc giống trong cái series của tôi. Và tôi khoái Trường Giang đứng ở trong đó. Cái tôi nói Giang ơi, em giống cái tạo hình của chị quá. Dạ. À, trong một cái series của Việt Hương. Việt Hương nói thôi chị muốn là khoác ra hai đứa mình là hai người bạn. Dạ. Đi ra đây đồng hành cùng với Trường Giang. Nhưng mà tôi nghe lỡm bên trong đó anh chàng này anh chắc hát hay quá. 25 tuổi hát hay làm ca sĩ hả? Dạ em đi hát với dẫn chương trình. Bắt đầu số sau em dẫn chung chị được không? Có mùi khét khét ở đây rồi đó. Cất đi, già lớn tuổi rồi. Kế bên đi kìa. Đẹp trai có cái đầu bạc giống tôi quá. Giới thiệu đồ nét về bản thân nào. Dạ vâng. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trường Giang. Năm nay em 25 tuổi. Và công việc hiện giờ của em đang là tổng giám đốc của một nhãn hàng mỹ phẩm. Một đôi mối tình khi ấy, người đến rồi cho một đoạn thanh xuân. Giang lại ngỡ tưởng ấy là nhân duyên cả đời, nhưng nhận ra rằng khi ấy người đã từng là cả một câu chuyện, thì
thì đến giờ chỉ còn lại đó là một cái tên. Và rồi đã đủ thời gian để hàn gắn lại con tim này, chỉ chờ một cái chạm nhẹ run run vài nhịp tần số để quyết định chọn yêu thôi. Tổng giám đốc của 1000 mỹ phẩm. Dạ vâng, đúng rồi. Chị bắt đầu không thích. Ủa sao vậy? Tại vì cái nào có sự cạnh tranh. À, nhưng mà dòng sản phẩm của mình là bên khía cạnh nào? Em làm về dòng dược mỹ phẩm thì nhiều hơn. Dược mỹ phẩm. Dược hả? Dược. Dạ vâng, thích em lại rồi đó. Chuẩn bị chờ đón xem tần số tình yêu có xuất phát từ hai bạn. Dạ. Và bốn ứng cử viên ngày hôm nay không nhé. Xin mời cả nhà mình về vị trí. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần đầu tiên của tần số tình yêu, đó chính là đi tìm tần số. Chào đón bốn hình dáng xinh đẹp sau đây. Xin mời. Tan 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 tan. Vị trí thứ nhất. Chào bạn. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Phạm Thị Minh Tâm, 20 tuổi, đến từ phố núi Pleiku. Mình đang là sinh viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của mình đó là xem đá bóng, chơi game hoặc là đi du lịch. Hy vọng sau chương trình ngày hôm nay thì mình có thể tìm được một người có thể cùng mình đi du lịch. Dễ thương quá. Nắng gió ở trên vùng nơi thượng, làm mái tóc bay bay uốn lượn, nói chuyện dễ thương. Điều quan trọng học luật, cho nên hai anh hãy cẩn thận. Luật nào nè? Dạ, em học khoa luật quốc tế ạ. Tâm ơi. Dạ vâng ạ. Em cao mét mấy ạ? Dạ em cao 1m67 ạ. Wow. Em cao mét mấy? Em mét 7. Mét 7. Em cao mét mấy Giang? Em mét 65. Hai đứa về hết luôn đi. Ủa mà em thích đá bóng là em thích đội bóng nào? Dạ em thích đội tuyển Đức và em thích Hoàng Anh Gia Lai ạ. Không biết là hai anh ở đây thì có ai thích bóng đá và... Về cái khoảng bóng đá thì Sen không có rành lắm. Nhưng mà về cái khoảng... Bóng bàn được không em? À, banh đũa được không em? Nhà Sen cũng ở trên núi đó. Nhà em ở đâu? An Giang tới 7 cái núi luôn hả chị? An Giang, Châu Đốc, hợp lý. Giang, nhà em ở đâu? Em thì cũng ở miền núi thôi. Nên em nghĩ là em với bạn đó là từ miền núi bay qua miền núi nó sẽ dễ hơn. Em đâu? Em ở Thái Nguyên. Thái Nguyên, núi luôn. Và bây giờ chúng ta hãy gặp gỡ cô nàng ở vị trí thứ hai nào. Chào bạn. Trước thì em xin gửi đến hai MC xinh đẹp, thân thiện cùng với hai bạn cùng chơi và cùng với khán giả và ekip một lời chào trân trọng nhất. Cái này giống em nè. Lời nói đầu tiên cho phép gửi đến toàn thể quý vị khán giả một lời chào trân trọng nhất. Sau đây em xin tự giới thiệu xương về mình. Em tên là Yến Nhi. Năm nay em vừa tròn đôi mươi. Nghề nghiệp hiện tại của em là diễn viên, sale bất động sản và em đang học ngành quản trị nhà hàng khách sạn. Sở thích của em á là xem phim, nghe nhạc. Em rất thích đi du lịch cùng với người yêu vì trước giờ em chưa bao giờ mà được đi du lịch với người yêu hết á. Vậy là giống mình rồi. Bắt tay đi anh ơi. Ok luôn. Em xin một câu thả thính. Mặt em tròn như cái quẹt mo, tròn như cái quẹt mo. Anh nào với được ấm no cả đời. Có anh nào muốn về đội với em không ạ? Anh nào cũng muốn về. Yến Nhi nè, quê ở đâu mà bạn có giọng nói rất là hào sảng dữ vậy ta? Dạ, quê em ở Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Em ruột của chị, cái giọng nó sang sảng như vậy. Nó sang sảng. Em không giọng trời cho. Chị Việt Hương ơi, giọng em với chị giống nhau nhưng mà tâm tánh mình hiền lành đúng không chị? Hiền lắm em. Tại cái không? Giọng của chị Quay thôi. Tin không? Nội ngoại nè, bên nội thấy sao, hiền không? Không. Không. Bên ngoại, bên ngoại. Có hiền không? Giờ sẽ là phần giới thiệu của bạn gái vị trí số 3. Dạ, em tên là Kim Nga, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại thì em đang sống ở quận 4. Cao mét mấy nè? Dạ, hiện tại em cao 1m62 ạ. Được luôn. Làm nghề gì bác? Dạ, em đang là nhân viên văn phòng. Tuy em làm nhân viên văn phòng nhưng mà em không có nhạc đâu nha, hơi bị mặn đó. Dạ hả? Nhà em vừa muối. Nhân viên văn phòng về lo sổ sách, làm giám đốc nhiều khi căng thẳng, công chuyện được nhiều không? Vợ lo luôn. Còn Sang sao? Sang coi như bỏ. Mời bạn số 4. Dạ em chào hai anh chị ạ. Em tên là Huỳnh Tâm, năm nay em 20 tuổi. Công việc hiện tại của em là diễn viên và thỉnh thoảng thì em cũng có tham gia một vài quảng cáo và bộ phim ạ. Có điểm chung với Thanh Sang rồi, quản lý. Không anh ơi, mà đây là diễn viên ca sĩ nè. Bên em cũng đang rất cần để có một người hỗ trợ em TVC quảng cáo. Cái gì trong nhãn hàng cũng có cái chỗ Trường Giang trong đó. Trường Giang và những người bạn. Em nghĩ là 2, 3, 4 đều hợp với em hết. Cái sóng của Giang mạnh quá, Giang bắt hết. Bắt hết luôn á. Nghe cái giọng ấn tượng với ai nè sao? Thì có lẽ là bạn số 4, bạn Quỳnh Tâm. Chị chạy vô cái buồng đó, chị nói thử cho em nghe nha. Thôi. Chị chạy vô. Chị bữa nào yêu cầu anh em thích cho chị vô cái phòng đó. Để cái hình bé gái đó, nhưng mà cái giọng của chị, được không? Giống như là lòng tiếng hả chị? Ừ, nhưng mà cái giọng chị sao em nói cho chị biết rồi. Cảm xúc rất là... Cái mặt làm rung quá vậy. Cái giọng của em vậy nhưng mà cái mặt của em cái thái độ á. Cái không, cái này anh Hoàng bên em. Giờ em đang nói là cái giọng chị Hương đang rất là sao em. Em luôn em nói không được. Để cho người ta tự nhiên ta nói. Chị quay lưng đi nè, em nói đi.
thôi bạn nói tiếp. Nó sợ. Đó là cái cảm nhận của riêng Sang. Dạ, Sang nói đúng, cái bạn số 4 bạn không có nói bạn là MC. Dạ. Nhưng mà cái giọng trầm ấm, ấn tượng cái giọng thôi. Bây giờ mình xem cái up lưng điện thoại đi. Ây cha, dễ thương luôn. Tâm ơi, sao em thích con heo? Con heo nhìn nó hạnh phúc. Nhưng mà em xài điện thoại màu đỏ kìa. Vậy màu sắc yêu thích nhất của em là màu gì? Dạ em thích màu đỏ, màu đỏ, màu vàng ạ. Còn hai anh này, hai anh trai thích màu gì? Em thích tất cả các loại màu sắc. Em thì em thích màu xanh. Xanh gì? Đây là màu xanh nè. Màu xanh dương anh. Số 3 kìa. Số 3 đó, số 3 màu xanh kìa. Xanh đó là xanh lá, xanh ngọc không? Không phải là xanh. Nhưng mà nền điện thoại màu xanh dương. Tôi thấy cũng có một chút gì đó đồng điệu rồi đấy. Đồng điệu rồi đó. Số 3 ơi, tại sao em lại có cái ốp lưng đó? Cái hình đó là dán thêm hay sao bé? Dạ, ốp lưng của em hình con khủng long. Bạn xài bao lâu rồi? Dạ em xài chắc khoảng hơn nửa năm rồi. Em nhưng mà mình vẫn có cơ hội để chọn bạn số 2 nha. Em có câu hỏi gì với cái ốp lưng đó không? Tại sao nó tên của nhiều thành phố New York, rồi Los Angeles, Tokyo, London, Paris, có phải là những nơi đó bạn muốn đến không? Đúng rồi anh, em rất là thích đi du lịch nhưng mà em vẫn chưa được đi. Anh thì có thể đảm bảo cho ước mơ của em tất cả đều thành hiện thực. Dạ. Em Nhi, tại sao em chọn cái ốp lưng đó? Tại vì em thích tất cả các loài hoa và đặc biệt em thích hoa hồng vì nó tượng trưng cho sự lãng mạn. Và em cũng muốn người yêu em khi quen tặng cho em hoa hồng. Có phải là trong bài hát là em thích hoa hồng vào mùa đông, được anh ôm phía sau lưng, đúng không? Dạ. Tần số nó rung rõ ràng rồi ha. Em vậy thôi, bây giờ coi màn hình điện thoại đi. Em số 1, mấy tuổi mà em chụp tấm hình này? Không, đây là hình cháu gái thứ nhất của em. Số 2 là hình của em đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Lúc này là em đang 5 tuổi á chị. Quý vị xem đài thân mến, quý vị có muốn xem hình Việt Hương hồi nhỏ không? Muốn. Nếu có thì cho xem đi chị. Chị sẽ để lên cho tất cả mọi người thấy. Và không được chê xấu nha, tại vì xấu tàn nhẫn. Xấu tàn nhẫn. Xấu lắm. Tại công nghệ chụp ảnh ngày xưa đó chứ không phải là tại chị. Độc quyền chị. Lần đầu tiên chia sẻ trên sóng truyền hình. Ôi chị ơi, em tưởng là con trai. Em tưởng là con trai. Cái mỏ hay chê. Chị đã thể hiện được cái chất của mình ngay từ nhỏ. Và tôi sẽ gửi tấm hình này up lên nha. Đây là hình thôi noi Việt Hương. Lúc này Việt Hương đang không ngồi vững mà còn được một cái bàn tay nắm ở đằng sau để ngồi. Di diễn lại cái nét y chang luôn á. Kim Nga nè, đây là em sao? Dạ không ạ, cái đó là bé chó nhà em đi làm mẫu ảnh. Vậy là bên đây thích chó. Tiếp tục hỏi bạn số 4 đi. Bạn yêu thích mèo cho nên là bạn lấy hình trên mạng để hay là mèo của mình? Dạ hình này là hình trên mạng em tải về. Sáng, em thích coi màn hình nào chị mở cho coi. Số 1, nội dung bên trong điện thoại của bạn Tâm. Tâm, cái bàn tay đó của em hả? Dạ đúng ạ. Cho chị coi bàn tay em đi. Ôi bàn tay đẹp quá. Ủa cái hình mà bạn nữ mà cụp cái nón xuống là hình của bạn hả? Dạ đúng rồi, hình của em. Cho chị coi tấm đó luôn đi. Đó, đoán được gì đoán. Bàn tay bé đẹp quá. Cái xương quai xanh. Xương quai xanh. Xương quai xanh của bạn có nghĩa là bạn này là một người có cái dáng khá là cân đối. Anh Sang ơi, anh thích con gái mặc đồ như nào ạ? Nếu như là bạn gái của anh thì muốn mặc gì cũng được. Tại vì đẹp cho người đó mà cũng đẹp mặt cho anh. Anh nghĩ là vậy. Em thích cho bạn gái mình mặc theo phong cách nào? Em thích mẫu bạn gái mình mặc theo hai phong cách. Một là phong cách sang trọng để phù hợp với công việc. Hai là anh mặc theo phong cách basic thôi, bình thường hàng ngày thôi. Cho em hỏi là em thấy anh Sang có vẻ như thích hát á, mà em không biết là anh Sang thích hát dòng nhạc nào ạ? Em thì thích hát nhạc bolero. Nhưng mà do cái thị trường khi mà đi ra đi làm á, cho nên là em hát nhạc trẻ được luôn. Tặng chị một câu bolero đi. Buồn lớn xa vào đôi mắt em. Chiều nào xòa tóc ngồi bên xem, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Vỗ tay. Anh Sang mới tặng cho bạn Nga nha. Dạ bây giờ nhưng mà chị vẫn muốn từ bạn số 1 tiếp tục phát ra cái hình này của em đi em. Có một cầu thủ bóng đá của đội Bayern Munich, đó chính là White Tiger đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Đấy là thần tượng của em từ năm 2008. Anh Sang ơi, anh có thích đội bóng nào không ạ? Anh thì không có rành về bóng đá cho lắm, chỉ biết được đội tuyển Việt Nam thôi. Nhưng mà anh thấy là trên cái điện thoại của em có rất là nhiều hình đi du lịch. Cái hình mà tóc vàng của em ở trên cái bãi biển là đang ở đâu vậy? Quy Nhơn ạ. Dạ hình này là 2 năm trước. Anh Sang với anh Giang có anh nào thích đi du lịch không ạ? Có anh.
Cả hai anh. Cả hai luôn. Anh sang đi được những đâu rồi? Anh thì đi cũng khá là nhiều rồi. Từ miền Trung trở vào là gần như là đi hết rồi. Anh thì đi du lịch cả nước Việt Nam chắc còn vài tỉnh nữa thôi. Và anh thì chủ yếu là cứ trung bình là một tháng sẽ đi hai chuyến. Anh Giang ơi, anh thích đi du lịch ở tỉnh nào ở Việt Nam nhất ạ? Anh ấn tượng nhất với cả Nha Trang và Đà Nẵng. Nó mang đến cho mình một cái không gian nghỉ dưỡng rất là thoải mái, con người thân thiện và quan trọng là cái khí hậu cũng ôn hòa nữa. Với Gia Lai thì sao? Theo như em được biết thì Gia Lai cũng là một cái vùng khá là nắng nóng. Nhưng em nghĩ rằng là bất kể là ở đâu mà có được một cái người bạn gọi là tần số của mình thì em nghĩ rằng ở đến đi đến đâu cũng sẽ được mát mẻ dễ chịu mà thôi. Anh ơi, đúng là có duyên bởi vì quê ngoại của em là Nha Trang ạ. Bây giờ qua bảng màn hình số 2 đi. Em hâm mộ Thái Vũ hả em? Em hay đóng phim của Pháp TV hả? Vậy không chừng là chị biết bạn này đó nha. Biết không? Có thể. Nguyên kiếp mà. Cái hình lúc nhỏ đó là của ai vậy? Dạ lúc nhỏ đó là hình của em hết đó hả? Đâu cho anh coi thử. Cưng quá ha. Trời cưng ha. Ơi không bù cho tôi. Tôi không có cọng tóc nào. Bé này tóc quá trời tóc. Hồi nhỏ là tóc em rất là quăng mà dày nữa. Sinh nhật em ngày bao nhiêu đấy? Sinh nhật em ngày 21 tháng 5. Em xin hỏi một chút về anh Trường Giang ạ. Ngày tháng năm sinh của anh là ngày nào ạ? Anh sinh ngày 25 tháng 6. Cho em hỏi anh Sang. Anh sinh ngày 3 tháng 10. Bé Yến Nhi ơi, cho anh xem cái list nhạc của em đi. Sở thích của anh Trường Giang là nghe nhạc gì ạ? Gu âm nhạc của anh thì chủ yếu anh nghe nhạc Âu Mỹ và nhạc buồn thôi. Anh thấy trong cái list nhạc của em thì nó trùng bài với anh khá nhiều. Bài anh thích nhất là bài nào ạ? Bài anh thích nhất là cái bài City of Star của phim La La Land. Anh ơi, em chưa có đi coi phim mấy phim đó. Anh có thể dẫn em đi coi được không ạ? Gài một cách tinh tế, dễ chịu. Giang, hỏi thiệt nha, hồi nãy Sang hát rồi, Giang biết hát không? Em cũng biết hát một chút, từ ngày xưa em cũng được đào tạo từ nghệ thuật ra. Thôi thì xin phép Sang bạn nhá. Cùng chơi. Ok, xin phép bạn cùng chơi. Em sẽ thể hiện một đoạn của ca khúc Anh ơi ở lại. Thôi bây giờ mình xin phép tác giả mình đổi anh em ở lại được không? Đúng rồi, em sẽ đổi lại là Em ơi ở lại. Rồi, xin phép đặt đi nha. Em ơi em ở lại với anh đi em ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời. Một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ, bông hoa lụi tàn. Thật nhiều đớn đau mà người mang đến đâu rồi. Được à, giọng trầm ấm được không? Vậy thôi giờ cho chị coi màn hình của bạn số 3 đi. Sao nó ngủ mà em chụp nó luôn vậy? Cưng chó lắm hả? Hầu như trong điện thoại em thì hơn phân nửa hình là về chú chó của em. Chó được đi chụp hình quảng cáo luôn mà. Nó gắn bó với em bao lâu rồi? Dạ, nó mới gắn bó với em nửa năm thôi. Nhưng mà em yêu chó từ nhỏ rồi. Em ơi, cho chị xem vài tấm hình gia đình nè, người thân nè, đồ ăn nè, cảnh trí đồ của em coi. Bông tay đó là đồ mình tự làm hay là mình thích mình mua? Dạ, cái đó là em lưu lại để những khi nào mà em rảnh thì em có thể đến trực tiếp cái shop đó để em xem và em mua. Bổ sung một chi tiết cho Nga nhá. Anh từng là chủ của một thương hiệu trang sức. Em đã bỏ nó một năm qua để em theo đuổi công việc mỹ phẩm, chuẩn bị quay lại với cái ngành trang sức này. Vâng, vào cuối năm nay. Lý do? Nó vẫn là một trong những cái thị trường tiềm năng ạ. Mới lại cái thứ hai là em vẫn yêu thích cái công việc ngành trang sức. Gia đình em đông người không? Em thì có một chị gái đã lập gia đình rồi. Dạ, có hai vâng. Chị với em thôi. Dạ vâng, đúng rồi. Gia đình em làm nghề gì? Ba mẹ em và cả chị gái em và cả họ hàng em đều làm về bên công chức nhà nước. Tại sao em lại đi nhảy ra em làm kinh doanh? Ba mẹ em thì rất là tôn trọng về cái nghề nghiệp và con đường ước mơ của người con của mình. Sang sang, ca hát đi đây đi đó, ba mẹ đồ gì có đồng ý cho em theo nghề này không? Ba mẹ em thì rất là ủng hộ em. Tại vì ngày xưa ba em á là một nghệ sĩ theo đoàn hát cải lương. À vậy cũng yên tâm, cha mẹ cũng đồng ý cho hai vợ chồng đi nghệ thuật là ngon. Bé Tâm ơi, cho chị xem hình đi. Sao đơn giản dữ người ta. Em có hơi giật mình sợ luôn á. Dạ, tại vì em có thói quen là khi mà chụp hình rồi em sẽ up lên Facebook hoặc là em sẽ tải lên Google Drive, chứ em không có lưu trong điện thoại ạ. Em, cảnh gì vậy? Cảnh gì mà em thích nhất em cho chị coi, cảnh đó coi. Cái hình đó là ở đâu vậy bạn? À, cái này là hình trên đường về quê em chụp lại ạ. Quê nào? Em ở Cà Mau ạ. Bạn ở ngay cái khu nào? Dạ em ở trong rừng luôn ạ, em ở U Minh ạ. U Minh Hà đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ ở dưới người ta chỉ nuôi cua với trồng lúa thôi ạ. Cua Cà Mau là phải tới Cà Mau ăn. Nghe nói Cà Mau cua ngon lắm. Đúng rồi. Sắp tới em cũng có về quê, anh chị có muốn mua cua Cà Mau không ạ? Nhỏ có duyên nữa. Ủa, em không chịu. Có gọi là cái tư duy kinh doanh. Em có lòng anh nhận. Ủa phải tặng hả? Tặng chị Hương chứ anh Hoàng. Không, bạn ấy bảo mua giùm. Mua giùm hả? Đúng rồi chị ơi, mua giùm lại. Mua giùm lắm mấy Tâm ơi.
Dạ, cho em hỏi hai anh là hai anh thích người con gái có tính cách như thế nào ạ? Đối với anh thì là một người phụ nữ không cần phải quá xinh đẹp. Rồi, còn Giang? Em chỉ đơn giản nghĩ rằng là đơn giản là cùng tần số với nhau, cùng hợp nhau thì có thể đến được với nhau. Cảm vậy thôi. Hơn đấy. Vâng rồi. Sau khi nói chuyện với bốn bạn, hai bạn đã thấy rung rung với tần số nào chưa? Trước khi quý vị muốn biết, mời quý vị giải lao trong vòng ít phút. Tình yêu. Và bây giờ hãy lắng nghe xem phần ấn tượng của các chàng trai sẽ trao cho cô gái nào. Xin mời Thanh Sang. Bài số 3. Tại vì sao? Em thấy bạn là một người có tình nghĩa, có cái sự hiền dịu trong đó. Vậy mời màn hình số 3 giữ lại. Trường Giang, còn em thì sao? Em cũng lựa chọn bạn số 3. Hả? Wow! Chúc mừng bạn số 3. Hiếm hoi lắm mới xuất hiện một trường hợp như vậy. Cả hai chàng trai nam chính cùng ấn tượng với một cô gái ngay từ vòng đi tìm tần số mà thôi. Hoàng rapper. Dạ. Em ấn tượng với ai? Số mấy? Số mấy? Số mấy? Số mấy? Số mấy? Không làm mọi người thất vọng. Số 2. Rapper quyết định và cực kỳ ấn tượng với bạn gái ở vị trí thứ hai, đó chính là Yến Nhi. Chúc mừng Yến Nhi. Và bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng xem dung nhan của hai cô gái còn lại như thế nào nhé. Xin mời hai bạn song tâm nào. Wow. Wow, mời hai bạn. Dễ thương quá. Chị em thay đổi thái độ quyết định cho ấn tượng được không? Của người ta, không phải của mình. Thế sao xuyến trong lòng khi vừa thấy dung nhan của cả hai người? Sự là tiếc ạ. Riêng Sang thì cảm thấy là rất là buồn, nhưng mà mình có thể làm bạn bè với nhau. Còn về cái ấn tượng thì có lẽ là Sang sẽ ấn tượng với bạn số 3. Vẫn kiên trì với bạn số 3. Thì hôm Minh Tâm trước đi, chia sẻ với chị. Sau khi em bước ra đây em thấy hai chàng trai ngồi trên đó, cho biết chút xíu ý nghĩ của em. Cảm xúc của bạn như thế nào nào? Lúc đầu ở trong kia ấy, thì em ấn tượng với anh Sang hơn. Mà lúc bước ra đây, nhìn anh Trường Giang kiểu như là thu rất là thu hút luôn. Rất là dễ thương. Nhìn anh như kiểu Đức Phúc vậy. Cảm ơn. Có những con đường bạn phải đi một mình, chẳng vì gì, chỉ là vì cần cho sự trưởng thành, vậy thôi. Có điều con đường một mình hơi dài, hơi lâu, thì đôi lúc cũng khiến đôi chân này hơi chút khựng lại. Muốn kiếm tìm một chàng trai nào đó để khi khựng lại cũng có người ở bên, nhưng có vẻ như người chưa đến và thời điểm cũng lệch mất tiêu rồi. Đẹp trai ạ. Và giỏi ạ. Cuộc sống của bạn đang rất bình yên, cho đến một ngày bạn đem lòng thích một ai đó. Phải chi vẫn cứ là cô gái của dạo trước, ngày cười vô tư, đêm về ngủ ngon giấc. Phải chi vẫn là cô gái mê lê la ăn vặt của ngày trước, chẳng chút bận lòng đến việc tăng cân. Phải chi cũng có cơ hội được gọi điện thoại, kết nối tần số với một trong hai chàng trai ngồi bên dưới. Mọi người nha, mọi người cố nói nha. Chị luôn, chị đẹp gái, chị đẹp trai luôn cũng được. Dễ thương và mong là tụi em xinh mãi như vậy ha. Và kiếm được một nửa yêu thương của mình nè. Và đặc biệt là thành công trên con đường mà tụi em đã lựa chọn. À, không chừng bước ra đây rồi bao nhiêu anh chàng kia đang sao xuyến và bao nhiêu người đang xem chương trình đang sao xuyến ha. Bước ra tới bãi xe là có người xin số điện thoại, tìm cách liên lạc với em liền ha. Cảm ơn hai em đã tới đây tham dự chương trình. Cảm ơn Minh Tâm nhiều. Và cảm ơn Huỳnh Tâm. Tạm biệt các bạn. Rồi, tiếc quá, hai bạn xinh quá chị Hương ơi. Đúng như chương trình tần số tình yêu rất là ổn. Dạ. Bảo nào thì hai chàng của tôi trên kia cũng không rung động. Dạ. Ha. Tần số nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không phải là về ngoại hình và nhan sắc. Nhưng mà em tin chắc là hai cô gái còn lại cũng rất là dễ thương. Chờ đón xem họ sẽ sở hữu những điểm sáng như thế nào nữa. Xin mời quý vị đừng chứng kênh, chúng tôi sẽ quay lại với vòng tiếp theo. Và
bây giờ xin mời quý vị hãy đến với phần tiếp theo của tần số tình yêu, đó chính là thử thách của nàng. Yến Nhi sẽ thể hiện một phần thi về tài năng nghệ thuật, còn ở vị trí thứ ba là cô gái mà được hai sự ấn tượng đến từ hai chàng trai, đó chính là Kim Nga, sẽ phải hỏi nhanh và đáp thật là nhanh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đối diện với những câu hỏi dành cho Kim Nga. Xin mời Kim Nga xuất hiện. Già cái chụp đâu kịp. Đáng lý là vàng vàng ha. Dạ. Ai ghè đâu. Sang cũng có điểm cộng rồi nha Sang. Thật bình tĩnh để trả lời những câu hỏi. 6 câu hỏi trong vòng 60 giây nhé. Sẽ liên quan đến cả hai chàng trai này. Câu hỏi đầu tiên, thể loại nhạc yêu thích của Trường Giang là gì? Dạ Bolero. Chưa chính xác. Chàng trai thích nhạc phim của bộ phim La La Land tên là gì? Dạ anh Giang. Chưa chính xác. Sinh nhật của cả hai bạn nam là ngày nào? Em nhớ tháng 10 không? Tháng 10 hả? Anh Sang nè, ngày mấy tháng mấy? 21. 21. Ngày 21 tháng 10. Màu sắc yêu thích của Thanh Sang là màu gì? Dạ màu xanh. Chính xác. Mẫu bạn gái của Trường Giang như thế nào? Dạ có cùng tần số là được. Chính xác. Chàng trai có ba là nghệ sĩ cải lương, đó là chàng trai tên gì? Dạ anh Sang. Chính xác. Chúc mừng bạn. Như vậy là 6 câu hỏi bạn trả lời được đúng một nửa, là 3 câu cũng là rất là tốt rồi. Rõ ràng là đứng đây áp lực tâm lý rất là nhiều. Với con gái mà. Dạ. Con gái người ta mắc cỡ đồ ra hỏi gì. Dạ thì phải thử thách một tí chứ. Vậy được rồi. Để coi cái trí nhớ bạn sao. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ hãy chờ đón xem Hiển Nhi xuất hiện như thế nào với bài hát của cô ấy. Xin mời. Nhưng tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có may khi giờ không yêu nhau, bây giờ yêu luôn đi. Tin đâu em đang thật lòng, em nghe để anh nói đi anh. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thân chỉ môi lời. Không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Hãy subscribe.
cái váy xè 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 đó, đeo cái bật nạ màu trắng nữa, vô bộ luôn. Tông sẹt tông á chị. Đúng rồi, búp bê á. Cảm xúc như thế nào khi lắng nghe những lời thả thính anh đó của bạn Yến Nhi? Thực ra thì bạn thả thính mà ngồi dưới đây mà rạo rực theo luôn á. Cái giai điệu nó sôi động quá đó. Rần rần à. Cũng đúng cái nghề của mình nữa, mình ngồi dưới mình cũng ngứa ngứa, mình cũng nhảy nhảy, mình hát hát theo. Em cảm ơn anh. Còn Giang thì sao nào? Anh nghĩ rằng là em sẽ biểu diễn một bài hát sương sương thôi. Sương sương. Sương sương là bài gì á anh? Một bài có thể là tiết tấu nhẹ nhàng thôi. Ballad. Ballad hả? Nhưng mà rất là bất ngờ khi mà em thể hiện một ca khúc sôi động. Tại vì cái này em nghĩ là tham gia game show tình yêu mà, nên chúng ta phải sôi động lên đúng không anh? Đúng rồi, thường là cái nhạc sôi động thì cái tần số nó sẽ vang xa hơn, thì dễ bắt được hơn đúng không? Ủa mà ngộ quá chị Hương, cái giọng nói khác mà giọng hát cũng khác lắm nha. Nói thì sang sảng nhưng mà khi hát cũng rất là ngọt ngào. Và bây giờ xin mời Yến Nhi về vị trí của mình. Dạ em cảm ơn ạ. Trước khi biết được phần ấn tượng rất quan trọng của cả hai chàng trai dành cho hai phần vượt thách vừa rồi, xin quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Em có thay đổi gì không? Dạ, em thì vẫn giữ cái quyết định của mình, ấn tượng với bạn số 3. Dạ. Vẫn là Kim Nga, không thay đổi. Dạ, mời Trường Giang. Yến Nhi kìa, hát hay quá chừng. Anh thôi em quyết định không? Không, cái đó là rung động của anh Hoàng. Anh hãy để cho Trường Giang có cái rung động của anh Trường Giang. Còn anh Hoàng là bị mê rồi. Em vẫn ấn tượng với bạn số 3, Kim Nga. Không thay đổi ấn tượng của mình. Một lần nữa chúng tôi chúc mừng bạn Kim Nga. Tôi mời tất cả quý vị khán giả xem hình ảnh thật không bị che của bạn số 2 và bạn số 3. Xin mời 259. Hai em lên sân khấu trước ạ. Hãy cảm nhận vào sự chân thật của tôi, anh Hoàng cũng như nội ngoại của tôi hai bên. Mời hình ảnh thiệt. Số 2 sao các bạn? Số 3 sao mấy bạn? Dễ thương quá. Có thay đổi không Thanh Sang, Trường Giang? Em không thay đổi. Thanh Sang, lúc nãy á, cái bạn số 3 bước ra, bạn khá là e ngại. Bạn khá là, cái dây dài của bạn xuất ra thì bạn cũng khá là vụng về. Bạn làm đánh thức cái bản năng của đàn ông, đó là bản năng che chở cho người phụ nữ mà mình yêu. Chị gớt vuốt rồi, vuốt rồi kìa em. Nâng khăn sữa. Để em cho. Không có chị định ghẹo ai kìa em, chị bằng hoàng cái lần quá. Thôi mà chị tha cho hai đứa nhỏ đi. Thôi thì Sang cũng nhất định là không thay đổi. Mời hai bạn về chỗ, tắt màn hình và mời gặp gỡ bạn số 2. Mời Nhi. Mời Nhi. Không thèm nắm tay luôn à. Hờn hay sao? Em có hờn cả thế giới không Yên Nhi? Em Nhi, người giữ em lại là anh Hoàng đó, anh đừng có hờn anh Hoàng. Anh rất ấn tượng về em. Em cũng rất là thích anh. Tuy từng đọc được một câu nói như thế này: hôm nay em bận yêu đời, đành hẹn hôm khác đôi mình yêu nhau. Bất giác cười nhẹ, thấy giống mình của hiện tại quá. Lỡ mất một dịp tần số là lạc nhau ngay được anh ha. Thôi thì lại quay về làm công chúa nhỏ của ba mẹ, bình an chờ đến ngày chàng hoàng tử của mình bước đến gõ cửa. Nhưng mà cảm xúc như thế nào khi mà mình lại không có cơ hội để bước tiếp nữa? Trời, em buồn chứ anh. Nãy giờ nói em tưởng là hai anh cũng có tình cảm, nhất là anh Sang. Mà ai ngờ đó anh chọn số 3. Nhưng mà em ra đây thì em ấn tượng với anh chàng nào? Em thì lúc đầu em mới ra thì em ấn tượng với anh Sang, kiểu như là chững chạc, trưởng thành, đúng gu em. Nhưng mà sau đó thì em lại thấy anh Giang là em rất thích giọng nói của anh đó và cái mái tóc đặc biệt của anh đó. Em thấy sao Giang? Có thể là do tần số trục trặc. Có thể làm bạn. Rất mạng. Không, có thể làm nhà phân phối cho em. Nâng, em cũng luôn sẵn sàng và sẵn lòng. Dạ, cảm ơn em nha. Và bây giờ xin mời quý vị bước vào phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay cùng với tần số tình yêu. Đó chính là bí mật của chàng. Gần chị. Dạ, là Thanh Sang. Thì bạn sẽ cho xem điện thoại của mình trước, đó là bạn Sang. Lý do tại sao bạn chọn 4 cái icon ở phía dưới là 4 cái phần mềm ứng dụng mình hay sử dụng nhất? Báo thức nè,
cuộc gọi với tin nhắn. Tin nhắn thì dùng để liên hệ với cái người mà diễn viên, ca sĩ, báo thức để đúng giờ đúng giấc. Mức độ mà trung bình ngủ là khoảng 1 tới 2 giờ khuya. Có khi là 5, 6 giờ sáng phải dậy đi tiếp rồi, thậm chí là không có ngủ luôn. Cho nên là cái báo thức này thì em cài nó rất là sát giờ với nhau. Đó, như là... trời ơi, như cái sở táo quân vậy. Cái thứ nhì là web. Cái lên web, mạng á chị, lên mạng web á. Để khi mà em có một cái thông tin nào đó nó xảy ra ngay tức khắc thì em sẽ lên hỏi Google. Tại vì làm MC mà nhiều khi cũng cần thời sự để nói chuyện này nọ. Dạ đúng rồi. Nhiều khi mình đang trên sân khấu vừa bước xuống như cái chị ca sĩ chạy lại hỏi em bài đó ai sáng tác, là em phải lên liền để có liền cho người ta, cho nên là phải có cái đúng rồi. Nhiều khi tao quên ảnh thì đa phần là em đi hát, đi diễn kịch. Đà em đã từng diễn kịch ở đâu? Các cái chương trình cho thiếu nhi rồi đó thì đóng vai con thú dễ thương quá. Làm ba mẹ em đâu? Lâu rồi em không có chụp hình ba mẹ. Nhưng tại mà sao? Tại vì em không có về quê. Còn hình ba mẹ của em với gia đình của em thì em để ngay cái trang đầu của Facebook của em. Cho chị xem trang đầu của Facebook đi. Mẹ em nhiêu tuổi? Mẹ em năm nay khoảng 45 tuổi. Mẹ tên gì? Dạ mẹ tên Hà. Em gọi cho mẹ em cái chị nói chuyện được không? Thường là ba mẹ em gọi cho em qua Facebook không à? Đâu mở bằng cách nào à? Đó, đang mở rồi đó. Đang gọi. Đang gọi rồi đó. Chị ruột. Dạ, em chào chị, em là Hoàng Rapper. Dạ, người em thân thiết của chị Việt Hương. Chị ơi, Sang á đi hát chung với em, nó mới tâm sự với em, nó nói chị nhỏ đó nó lỡ có bầu, giờ làm sao? Có cháu nội bế liền. Mà sợ không dám nói với mẹ, giờ phải nhờ chị Hương tư vấn nè. Chị nói gì mẹ nó hiền nghe không? Kêu ba tới nghe luôn. Kêu ba tới gia đình nghe. Ba. Ba ơi ba. Dạ anh chào ba. Dạ, ý anh sao? Bế cháu nội luôn không? Chấp nhận luôn kìa. Chấp nhận luôn. Đấy, đỡ run trên. Nó sợ, nó khóc, nó không dám nói ba mẹ. Không, bây giờ anh nói rõ ràng cho em nghe để cho nó đừng có run. Nếu mà như vậy là chấp nhận luôn. Cháu à. Nhưng mà giờ bên ngoài người ta không chấp nhận. Người ta nói phải có 20 cây vàng ta mới cho cứ. Chị ra để cho nó lo đi. Trong luôn. Sao vậy anh Hiền chị Hà? Con dạy thì cái mang chứ. Ừ, chị Hà nói một câu coi. Cho 5 cây nha. Để ba Sang quyết định đi. 1 cây à? Không nói một. Nên lời. Không nói lên lời đưa con số 1 thôi. Nói gì với chứ, dù có bầu trước là không cưới đâu, không chịu đâu. Đức dâu đàng hoàng, làm lớn đàng hoàng mới được. Dạ, nãy giờ em giỡn với chị thôi. Mới quen bạn gái. Rồi em chúc cho chị Hà với anh Hiền, hai vợ chồng Hiền Hà Hương, ba đứa mình vui vẻ, mãi mãi thương nhau. Dạ, chị nào muốn cưới Sang là em gửi thiệp mời chị nha. Dạ, em đang có kiếm bạn gái cho nó nha, yên tâm. Sẵn sàng để khám phá bên trong chiếc điện thoại của bạn Trường Giang. Rất là đơn giản đúng không? Đơn giản. Đa số là những cái phần mềm nó cho công việc là nhiều hơn. Còn về giải trí âm nhạc nào? Bạn nghe phần mềm âm nhạc nào? Em hay nghe Zing MP3 thì nhiều hơn. Anh ở nhà đâu thế à? Đây là một trong những ca khúc em nghe vào sáng sớm. Nghĩa là em rất thích nghe nhạc vui nhộn vào buổi sáng. Vui vui, đúng nhẹ rồi. Nhàng một chút. Để cho tâm trạng ngày em đó sẽ tốt hơn. Mình khám phá vào phần khác nào? Dạ vâng. Về phần báo thức đi. Để coi bạn với Sang thì sao nè. Đây ạ. Bên kia dài như cái sớ, bên đây ngắn ngủn nè. 8:30 dậy đi làm. Vâng ạ, đúng rồi ạ. 6:40 là làm xong. Không ạ, 18:40 là giờ mà em sẽ căn giờ để em gọi là thực hiện theo cái chế độ dinh dưỡng của PT. Còn 21:20 thì thường là cái khung giờ mà em sẽ tranh thủ chập vắt 10 phút để làm việc vào ban đêm. Thì em làm sẽ làm việc ban đêm. Vâng, đúng rồi. Tại sao lại chọn cái giờ làm nó ngược vậy? Tức là em sinh hoạt với cả người nước ngoài nhiều. Vì vậy mà bên nước ngoài thì là sáng, thì bên Việt Nam sẽ là tối. Đúng rồi. Đó. Em cho chị coi cho hình gia đình được không? Dạ vâng ạ, đây là ảnh gia đình em ạ. Rất là đẹp. Mẹ còn trẻ đây quá. Đây là chị gái em. Mẹ em năm nay là 53 tuổi. 54 tuổi. Còn chị gái em nhiêu da? Chị gái em thì năm nay 30 tuổi. Bà đã có gia đình rồi ạ. Còn đây là ba em. Ba em cũng gần 60 rồi. Ôi, đội hình nhà mình đẹp quá nha. Chắc ba mẹ vui, rạng rỡ con tự thành tài. Dạ vâng. Còn rất trẻ. Cảm ơn bạn. Và bây giờ xin mời quý vị dành cho bạn Kim Nga đôi phút để có thể tìm hiểu thế giới riêng tư qua chiếc điện thoại của cả hai chàng trai. Trong thời gian này, xin mời quý vị nghỉ giải lao trong ít phút. Em lên đây với chị và anh Hoàng.
Bây giờ Kim Nga sẽ là người quyết định. Đây là Thanh Sang, đây là Trường Giang. Và bây giờ chị mời Trường Giang thuyết phục như thế nào để cho Nga gọi cho em. Mời em. Dạ vâng, em thể hát một đoạn nhỏ được không? Được em, rung quá quên lời. Không tự em quên lời thật. Trời ban ánh sáng năm tháng tư về, dáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tâm tôi. Một mai anh lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về em. Hết rồi. Giang đã hát rồi để lấy lòng. Sang đâu có bỏ qua được. Nói câu gì coi Sang. Anh muốn nói với Kim Nga như vậy. Công việc hiện tại thì cũng đã là ổn định rồi. Anh đã nuôi sống được bản thân và còn dư hơn thế nữa. Cho nên là anh mới dám lên chương trình này và tìm một nửa của mình. Cho nên là nếu như em muốn tính chuyện xa xôi hơn, cái chuyện là tình cảm bình thường, thì hãy gọi cho anh. Mời hai em vui màn hình của bạn Giang hay bạn Sang vung lên, đó là tùy quyết định vô Nga. Chị mời Nga, các bạn đếm nha, thật chậm. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Em thấy bạn là một người có tình nghĩa, có cái sự hiền diệu trong đó. Dễ thương quá, ga lăng quá. Công việc hiện giờ của em đang là tổng giám đốc của một nhãn hàng mỹ phẩm. Bổ sung một chi tiết cho Nga nhé. Anh từng là chủ của một thương hiệu trang sức. Cả họ hàng em đều làm về bên công chức nhà nước. Dừng lại ở Thành Sang. Dễ thương quá à. Con nhỏ có hai cái điện thoại. Alo. Alo luôn. Thôi để em gọi lại. Ủa ta ga lăng nữa. Dạ alo. Em hả? Dạ. Đi về với anh nha. Em đồng ý không? Em đồng ý không? Dạ em đồng ý. Cảm ơn em. Dễ thương có quay lại. Alo. Là tới chương trình này em không kiếm được tình yêu nhưng ít nhất kiếm được một mối làm ăn là chị. Nói dở chứ, cái duyên ngay hồi đầu chị Việt Hương cũng là người dắt Giang ra, tại vì em rất ấn tượng với chị. Nhưng có thể bé Nga sẽ là người cảm giác an toàn hay không, nhưng chị vẫn muốn bé Nga cho chị xin một lý do tại sao em lại không gọi cho Giang. Dạ thực sự thì em rất là cảm ơn anh Sang và anh Giang đã chọn em, nhưng mà em không biết đó là gì nữa, nhưng mà rung động trong tim em. Trời đất ơi, rung động trong tim. Còn nói gì nữa, thôi thì mình không có làm bạn gái, không rung động cái tim, nhưng mà có thể làm bạn với nhau ha. Mời hai bạn bắt tay nhau cái. Rất vui được đến chương trình và quen em. Em xin cảm ơn chương trình. Chào các bạn người. Tạm biệt Trường Giang. Mời Sang nói chuyện với Nga. Quay lại nè. Thực ra lúc đầu em bước ra thì anh đã có cảm giác là muốn được che chở cái người phụ nữ này. Rất chân thật và Nga thật. Ơi, có phải hồi nãy Sang chạy lên gà da dày cho em mà em xúc động không? Từ đầu chương trình thì em để ý giọng nói và em hỏi tập trung nhiều hơn về anh Sang. Có cảm giác như là cái người đàn ông này rất là chân thật. Và em cũng rất thích những người con trai miền Tây. Người ta thật thà chắc chắn. An Giang mà anh Hiền, chị Hà ơi, chương trình tần số của tụi em làm gì cũng phải có công, có mai bà mối. Nếu đây các bạn giữ được một cái tim thủy tinh của chương trình cho tới ngày các bạn đám cưới, mời cả ekip chúng tôi xuống ăn đám cưới hoặc là rước dâu lên quận 4 dạ, ăn đám được. Cưới đãi ốc luôn nha bé Nga ha. Chúc mừng hai em và cảm ơn hai em đã đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Mời Hoàng trao trái tim. Chúc mừng hai bạn, hãy nâng niu trái tim thủy tinh này cùng với Tần Số Tình Yêu nhé. Ai đang ế nhẹ hãy kiếm em và Hoàng rapper ông Mai bà mối, lúc nào cũng hỗ trợ giống hỗ trợ Sang ngày hôm nay. Nhớ bật TV vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Với chương trình Tần Số Tình Yêu được thực hiện bởi Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ Việt Hương và rapper cùng với tất cả mọi người xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Còn gì cũng mời ra. Để không kém em mà chị. Không kém chị thôi. Còn em là ai cũng biết được hết. Dạ.
Em quen rồi, không sao, em ổn mà. Nào, mọi người chào đón hai nữ chính với tôi. Em tên là Ngọc Trâm, hiện tại năm nay em đã hơn 20 cái xung xanh rồi. Em đang học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật, mở dạy khéo ăn nói. Em